Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của khối kinh tế tập thể, những năm qua, nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo đã được Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố phát động từ các đơn vị thành viên. Từ những phong trào này, không ít đơn vị đã phát huy tốt lợi thế, nắm bắt thời cơ để vươn lên ổn định sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Trong đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo các hợp tác xã và các doanh nghiệp thành viên ngày càng được khẳng định, được phát huy trong nền kinh tế. Hợp tác xã Thảm Len Đại Đồng, huyện Kiến Thụy được biết đến là một trong số những hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của khối kinh tế tập thể thành phố. Vốn có nghề dệt thảm len nổi tiếng, nhưng trước những biến động của nền kinh tế thị trường, nghề này đã dần mai một và không thể duy trì. Trước nguy cơ hợp tác xã phải giải thể, căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể, đứng trước những khó khăn về nguồn vốn, về đầu ra cho sản phẩm, để hợp tác xã tiếp tục phát triển, tạo việc làm cho người lao động, bà Phạm Thị Hằng, giám đốc hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề từ dệt thảm len sang gia công mũi giày cho công ty liên doanh nước ngoài. Nhờ có những nỗ lực không ngừng, hoạt động của hợp tác xã đã từng bước đi vào ổn định. Hiện mỗi tháng, hợp tác xã làm được khoảng 25.000 đôi mũi giày, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 60 lao động với mức lương trung bình từ 3,8 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng một người một tháng. Khi mà làm, tôi đã được Liên minh Hợp tác xã đào tạo cho một số lớp kỹ năng quản lý doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng đã áp dụng và để chúng tôi điều hành doanh nghiệp đã nó có phát triển và tăng thêm cái nguồn thu nhập cho người lao động. Riêng với Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, sau khi chuyển đổi theo luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động của Hợp tác xã có nhiều khởi sắc. Trước sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cung cấp nước sạch nông thôn, Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng, hoàn thiện nhà máy, đưa công nghệ tiên tiến vào lọc nước, xử lý nước, đảm bảo sạch theo tiêu chuẩn. Hiện tại, nhà máy nước đang có công suất 250 mét khối ngày đêm, cung cấp nước sạch cho khoảng 700 hộ dân trên địa bàn. Có được những kết quả này, một phần quan trọng phải kể đến vai trò lãnh đạo điều hành của bà Đỗ Thị Bích Thảo, giám đốc hợp tác xã. Với hướng đi đúng, sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường, bà Thảo đã từng bước khắc phục khó khăn, đưa hợp tác xã phát triển ổn định. Hiện nay thì là chúng tôi nâng cấp toàn bộ cái hệ thống xử lý nước, và hàng tháng là trung tâm y tế dự phòng thành phố cũng xuống lấy xét nghiệm của chúng tôi, và hiện nay là cũng đạt tiêu chí là 01. Bản thân như tôi cũng phải tham gia nhiều cái chương trình đào tạo để hiểu, thứ nhất là về khoa học kỹ thuật, thứ hai nữa về cái chính sách chế độ của nhà nước về quản lý nước như thế nào. Vì vậy là chúng tôi bắt buộc là phải tự phải hoàn thiện bản thân, người là đào tạo các cái cán bộ chuyên môn vững vàng hơn. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố hiện có hơn 380 hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên. Trong đó, một bộ phận không nhỏ lãnh đạo của các đơn vị này là nữ. Bám sát sự chỉ đạo của Liên minh thông qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, với bản tính mềm dẻo, linh hoạt cộng với tinh thần hăng say lao động. Nhất là sau khi luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, chuyển đổi sang mô hình hoạt động kiểu mới, nhiều nữ giám đốc của các hợp tác xã đã mạnh dạn đổi mới, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của thị trường, có hướng đi phù hợp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời thúc đẩy hợp tác xã phát triển bền vững. Lĩnh vực chính của đơn vị tôi là thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đô thị và nông thôn. Thực ra khi bắt đầu lập nghiệp thì bản thân tôi cũng không nghĩ là có nhiều những cái vất vả như thế. Tuy nhiên là khi mình bước chân vào rồi với tinh thần nỗ lực và cũng nhận thấy được cái môi trường nó đang tác động đến con người. Trong thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng nỗ lực cùng chung tay chung sức bảo vệ môi trường bằng phương pháp là phân loại để ủ rác hữu cơ tại hộ gia đình. Nếu được nhân rộng ra khắp, tôi nghĩ là cũng sẽ đỡ được một phần rất lớn. Bởi khi mà chúng ta làm được cái việc này thì cũng đỡ được cho cả cái việc cái rác thải hữu cơ ra môi trường, và cũng truyền tải được cái thông tin, ý thức cho nhân dân cũng như là cho cả cái thế hệ về sau nữa, để cho cái ý thức bảo vệ môi trường và cùng chung tay chống lại biến đổi khí hậu. Vai trò của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp là thành viên của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố cũng ngày càng được khẳng định. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, không ít đơn vị đã chủ động có giải pháp tháo gỡ, duy trì, thậm chí mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đơn cử như Công ty Cổ phần Thương binh Trường Sơn đóng trên địa bàn quận Dương Kinh là một ví dụ. Là người lính trở về từ chiến trường, hơn ai hết,
Ông Nguyễn Thanh Đoàn, giám đốc công ty thấu hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của những người đồng chí đồng đội. Với tinh thần của người chiến sĩ mang phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và niềm hăng say lao động, mong muốn tiếp tục cống hiến, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình và địa phương, ông Đoàn đã cùng với những người đồng chí đồng đội thành lập công ty. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, công ty đã từng bước phát triển ổn định, hoạt động đa ngành nghề, từ xây dựng tới nuôi trồng thủy sản, trở thành điểm tựa, ngôi nhà thứ hai của nhiều thương bệnh binh và người lao động. Được sự giúp đỡ của các cấp các ngành, thế rồi là đặc biệt là liên minh hợp tác xã cũng tạo mọi cái điều kiện, thì đối với doanh nghiệp là từ đầu năm nay thì cũng có một cái doanh số nhất định. Thế đặc biệt là trong công tác xây dựng và nuôi trồng thủy sản để tạo công ăn việc làm cho người lao động, thế và đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước, thế rồi là tham gia đóng góp trong các cái hoạt động phong trào phát động của thành phố, liên minh hợp tác xã, quận. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất phân bón hữu cơ khoáng Thiên Quyến, không chỉ là doanh nghiệp tiêu biểu của liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố, công ty Thiên Quyến hiện còn là đơn vị sản xuất phân bón hữu cơ có tiếng tại Hải Phòng. Xuất phát từ quyết tâm tâm huyết gắn bó với nông nghiệp, những năm qua công ty Thiên Quyến đã không ngừng cải tiến ứng dụng, đưa những tiến bộ mới vào sản xuất phân bón hữu cơ, đáp ứng nhu cầu hướng tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Hiện các dây chuyền sản xuất của công ty có công suất lên tới 19.800 tấn một năm, với dòng sản phẩm chính là phân hữu cơ và hữu cơ khoáng. Nhờ có chất lượng tốt, có uy tín trên thị trường, các sản phẩm của công ty không chỉ được nông dân Hải Phòng tin dùng, mà còn được nông dân tại nhiều tỉnh, thành khác lựa chọn, đưa vào sản xuất. Để đáp ứng được cái nhu cầu của bà con nông dân, bây giờ càng ngày càng có cái xu hướng, tức là dùng hữu cơ nhiều. Cho nên là công ty chúng tôi đã phải mở rộng sản xuất và đưa cái công suất nhà máy lên. Cái thị trường tiêu thụ của mình thì trước hết là tôi vẫn là phục vụ cho tất cả các cái huyện ở Hải Phòng mình là chính. Và ngoài ra thì chúng tôi còn đưa đi nhiều nơi, các cái tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đấy, chúng tôi còn đưa vào các cái chương trình cấp quốc gia như là viện lúa, thế rồi viện cây ăn quả, thế và viện ngô của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì nói chung là đều mang lại những cái hiệu quả tốt. Những tấm gương vượt khó vươn lên của các giám đốc hợp tác xã cũng như hoạt động có hiệu quả của các doanh nghiệp nêu trên đã và đang có những đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển chung của khối kinh tế tập thể thành phố. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị này, những năm qua, Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực về nguồn vốn, về đào tạo nhân lực, về xúc tiến thương mại, về khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, nhờ kịp thời động viên biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các hợp tác xã doanh nghiệp tiêu biểu, Liên minh đã phát huy được tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo của các hợp tác xã doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên. Đây cũng là cơ sở, là nền tảng để Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố tiếp tục có những định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nói chung và phát huy vai trò đội ngũ lãnh đạo các hợp tác xã doanh nghiệp tiêu biểu nói riêng trong thời gian tới. Thời gian tới, cùng với sự phát triển của kinh tế tập thể đấy, thì Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục có những chương trình, có những kế hoạch hoạt động rất cụ thể giúp các doanh nghiệp, các hợp tác xã để phát triển với một cái tầm cao hơn nữa, với cái chiều sâu hơn nữa. Đặc biệt là vấn đề trợ giúp nguồn vốn, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, của sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, những tấm gương giám đốc của các hợp tác xã hay những doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nêu trên không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn đóng góp không nhỏ vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Nếu được quan tâm khắc phục những khó khăn về vốn, về thị trường, về cơ chế chính sách, những đơn vị này hứa hẹn sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khối kinh tế tập thể thành phố. Chương trình Kinh tế Hải Phòng hội nhập và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.